Trước đó, trưa ngày 6 tháng 10, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh một học sinh đang mặc đồng phục có nhiều vết bầm tím ở tay, chân. Em học sinh này tên NHTH hiện đang học lớp 1, trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Trước thông tin này, nhiều người bày tỏ lo lắng và mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để làm rõ vấn đề. Chiều ngày 6 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đã thông tin ban đầu về kết quả xác minh trường hợp học sinh nghi bị bạo hành này. Theo ông Lê Từ Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thọ Quang, trưa ngày 5 tháng 10, khi cô giáo chủ nhiệm lớp 1/2 cho học sinh về khu vực ngủ trưa thì giao cho một em học sinh giỏi trong lớp kèm em giờ học bài vì em này học yếu hơn các bạn trong lớp. Tuy nhiên, cô giáo không quan sát mà ra ngoài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Chỉ có 2 học sinh tự quản, tự kèm nhau học. Em học sinh được giao kèm giờ học có kèm theo cây thước chỉ bài, nếu giờ đọc sai thì gõ nhẹ. Trong khoảng thời gian này, giữa 2 học sinh đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Em Hát bị bạn đánh bầm tím khắp chân tay. Phát hiện con đi học về bị bầm tím khắp người nên gia đình đưa con lên trường đề nghị làm rõ. Trong lúc làm việc với gia đình thì cô giáo chủ nhiệm ngất xỉu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban Nhân dân phường Thọ Quang đã đến trường nắm thông tin, yêu cầu cô giáo làm bản tường trình. Đồng thời, công an phường cũng vào cuộc xác minh, đến nhà cả 2 em học sinh để tìm hiểu nguyên do. Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định 2 em học sinh này đánh nhau. Không có chuyện giáo viên chủ nhiệm hành hung học sinh. Tôi đã đề nghị hiệu trưởng kiểm điểm vai trò giáo viên trong công tác quản lý lớp. Hiệu trưởng và ban giám hiệu rút kinh nghiệm trong việc quản lý giáo viên cũng như là học sinh trong trường học. Kiểm điểm, phê bình nhắc nhở nghiêm túc tiếp thu và không để tái phạm, ông Lê Từ Hòa nói. Tại cuộc họp DP lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng chủ trì, có 2 bên phụ huynh, công an phường và đại diện phòng giáo dục đào tạo quận Sơn Trà, chị HNT. Hát chú phường Thọ Quang, phụ huynh cháu Hát cho biết mình đồng tình với kết luận nêu trên của Ủy ban Nhân dân phường Thọ Quang. Ban đầu, chị Hát chấm dự kiến cho con chuyển trường nhưng sau quá trình vận động thì đã thống nhất để con tiếp tục học tại trường Nguyễn Phan Vinh. Sáng nay thì sau khi nhận được thông tin có vụ việc học sinh đánh nhau thì Ủy ban dân phường đã triển khai cuộc họp. Trước tiên là xuống nắm tình hình tại trường Nguyễn Phan Vinh, làm việc với là cô giáo chủ nhiệm, đề nghị cô giáo chủ nhiệm làm bản tường trình và sau đó gặp lãnh đạo của trường Nguyễn Phan Vinh để làm việc. Và chiều hôm nay thì chúng tôi đã làm việc, đã mời tất cả các ban ngành đoàn thể, phòng giáo dục quận Sơn Trà, đảng ủy mặt trận và các phòng đoàn thể của phường và giáo viên chủ nhiệm cũng như là 2 phụ huynh có con đánh nhau. Thì đây là khẳng định rằng là đây là thông tin thứ nhất là 2 học sinh lớp 1 trên 2 đánh nhau. Thì phường đã mời phụ huynh giải quyết vụ việc. Đến nay thì vụ việc cơ bản đã biên bản đã xong.